Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay chủ nhật Bắc Mỹ Mountain Time, Lệ Minh live về vấn đề đất nước, xã hội, con người, chính trị, thế giới, tình hình chung, những khó khăn. Thì nói chung hôm nay Lệ Minh có gặp người, đi tình cờ gặp người quen, bạn bè là vậy thôi. Thì hỏi, nó nói Việt Nam mà bị Covid, Việt Nam đang thiếu lương thực thực phẩm, bây giờ Việt Nam rất là nguy cơ rồi, khủng khiếp lắm. Tôi nói tào lao, tôi hỏi nó mày coi tin tức ở đâu, nó coi tin tức ở bên cái đài bên Arizona, mấy cái đài chống cộng các bạn. Và tôi nói các bạn, mấy cái tổ chống cộng trong và ngoài nước, cái sự khốn nạn của tụi nó đến tột cùng. Khi đất nước mà có chuyện gì là nó xuyên tạc các bạn. Tôi nói chàng ơi, lương thực thực phẩm, tại vì nói chung Covid hồi lúc nó xảy ra bên Mỹ, người dân Mỹ lúc đầu người ta cũng hoang mang, người ta cũng chạy đi mua đồ cái này cái nọ, người ta dự trữ. Thì ở Việt Nam có nhiều người họ hoang mang, tại họ không có sự ý thức, họ họ lo sợ vậy thôi. Thực phẩm ở Việt Nam thì những cái cứu trợ từ chính phủ và người dân, người ta đem hàng tấn xe lương thực, và những người dân họ 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 mua những thức ăn thực phẩm rồi đồ ăn đồ họ chất hàng tấn để đặng mà phân phát cho những cái người mà dân khác, họ giúp đỡ lẫn nhau rất là nhiệt tình, đâu có đến nỗi. Cho nên cái tình trạng ở Việt Nam các bạn thấy, tôi thấy thì Việt Nam mình hiện nay đang chống dịch rất là tốt, nó sẽ ổn định trong cái thời gian sớm nhất thôi, tại vì ảnh hưởng chung của cái vùng châu Á mà, cho nên khiến lại mình cũng cảm thấy hơi buồn và bức xúc cái đám chống cộng trong và ngoài nước. Cho nên mình lái xe từ nhà xuống dưới thành phố trung tâm đô thị, cái gọi là thị trấn thủ phủ của Arizona, để mình quay cho các bạn thấy cái nước Mỹ mà của cái đám chống cộng cực đoan ô, mà tụi nó lên mạng nó kêu rào, nó xuyên tạc chống phá. Các anh chị các bạn xem nhé, đây là thủ phủ, nó gọi là capital của Arizona. Các bạn sẽ thấy những ngoài kia chỉ chạy xuống chừng chừng 2 cây số, những cái tòa nhà chọc trời uy nga tráng lệ của cái thủ phủ Arizona. Đấy các bạn sẽ thấy, mình chạy từ nhà xuống đây cũng cả gần cả 100 cây số để đặng mình like để cho anh chị các bạn thấy. Đó, anh chị các bạn thấy dưới đó là những cái tòa nhà thị trấn hành chánh rất là lớn của chính phủ, tòa án rồi những cái hoạt động của cái thành phố. Và đây các bạn sẽ thấy những người cảnh đời cơ cực và nghèo khổ của một cái đất nước Mỹ. Tôi nói là chỉ một cái tiểu bang, một cái khu thành phố này thôi nha, các bạn thấy mà không không giật mình nữa thôi. Các bạn thấy đời sống, nhiệt độ ở ngoài hiện nay trên 40 độ C, các bạn nhìn nhé, xe cảnh sát đồ, các bạn thấy không? Nó ở dưới đây, tại vì ở dưới đây rất là lộn xộn, các bạn thấy không khí không? Những người dân Mỹ trời nóng hơn 40 độ C mà nó che lều che dù, nó ngủ tới giờ ăn là nó vô trong ông trong túc ở dưới cái đường ở dưới, nó có cái tòa nhà tập thể, các bạn biết nó có cái tòa nhà tập thể không khí không, để đặng mà nó vô đó nó tới giờ nó ăn, còn không thì ra ngồi vào đây đấy dựng lều dựng rạp dựng trại. Nó dài rồi nó xuống dưới kia nó, mình chỉ quay một cái góc thì thôi, các bạn sẽ thấy nước Mỹ đấy. Các bạn thấy đời sống biết bao nhiêu là đâu phải sự khốn khổ của những người dân, mà trong khi đó bọn chính trị Mỹ nó vẫn đấu đá với nhau, các bạn biết nó tranh giành quyền lực với nhau, những cái đảng phái của nó kinh khủng lắm. Các bạn thấy tôi chỉ quay là một góc này thôi đó, để tôi quay xa chút nữa các bạn sẽ thấy, để tôi chạy qua lên trên này các bạn thấy cuộc sống bên Mỹ. Vậy những cái đám chống cộng tụi nó là cái lũ gọi là khốn nạn mất dạy,
côn đồ ô hợp. Các bạn thấy trong khi đó Việt Nam người dân đang cùng với chính phủ và mọi người để chống dịch, để đặng mà vượt qua khó khăn, thì tụi nó xuyên tạc một cách dã man. Bây giờ tôi cảm thấy vui là người dân trong nước càng lúc họ càng thức tỉnh và họ sáng mắt ra. Lúc trước là họ phái kỳ cũng mấy thành phần mà chồng cộng ở ngoại lắm, họ mê lắm, mình nói cái gì họ cũng có tin đâu. Nói cho các bạn, hồi xưa tôi nói á, họ không có tin đâu, bây giờ càng lúc, tại vì Facebook nè, từ ngày Facebook mà nó mạnh lên á, bắt đầu nhiều người sáng mắt ra. Chứ hồi xưa tôi nói tôi bị chửi còn hơn bây giờ đó kìa. Hồi mấy chục năm về trước khi tôi chống với lại cái tổ chống cộng, các bạn biết, ở PowerTalk, Yahoo nữa, tôi bị chửi còn hơn bây giờ nữa. Bây giờ nhiều người bắt đầu họ thấy cái sự thật rồi. Rồi cũng có một số những người Việt, họ đứng lên, họ cũng bạch mặt cái đám chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại này. Và người ta càng lúc càng nhìn thấy cái sự thật. Các bạn thấy đó, nó dăng hàng rào rồi tới giờ mà xếp hàng ăn đó, và là đứng dọc theo. Ủa chứ không? Các bạn biết ở cái khu ở dưới ngộ lắm, ở Mỹ này ngộ lắm. Thường cái những cái khu mà nó gọi là trung tâm hành chánh, thủ phủ của tiểu bang đó, thì các bạn biết đại đa số nó tập trung những người nghèo, ngộ vậy đó, những người nghèo cùng khổ, nó tập trung luôn. Các bạn thấy hàng đây dưới đây một góc nhiều lắm, dài lắm, mà tình trạng những cái người dân mà khổ sở bên Mỹ này các bạn biết nó càng tăng chứ không phải là nó giảm nha. Hiện nay trên đất Mỹ có gần 40 triệu người gọi là, nó nói thì theo tiếng Mỹ nó nói là nghèo khổ đó anh chị các bạn. Ở đây, trong đây là cái trại tập trung á, ăn uống ngủ nghỉ ở trong đó, thì khi nó chứa đâu có nổi đâu. Các bạn thấy đó, ra ở đây họ mở cửa ra ngoài hôi thối lắm, nằm vậy đó hôi thối, nó ỉa đái, nó ăn nó dục. Mà nhiều người, có nhiều thành phần các bạn biết, nó nói là những thành phần này là tù tội hay là thế này thế nọ, nó cũng một phần nào thôi chứ không phải hoàn toàn là như vậy. Nó, các bạn nên nhớ vậy đó, nó cũng không hoàn toàn như vậy, tại vì đời sống khó khăn, kinh tế khó khăn, và những cái mô hình xã hội của Mỹ á, nó khó khăn cho nên khiến người ta vất vả trăm bề. Các bạn thấy không, còn bên đây này, trời nóng 40 độ C, có bữa lên hơn 45 độ luôn. Bữa nay tại vì mới trời mưa đó các bạn, nó hơi mát mát lại chút, nó hơi mát mát lại chút. Bằng góc đây nè, các bạn thấy đây cũng chưa, đời sống nó còn nhiều khu chỗ nào nó dựng liều được là nó dựng, nó ăn ở ngủ nghỉ, rồi đi tới giờ ăn xuống kia tỉnh. Tới giờ này chưa có giờ phát lương, nó ăn phát cơm nó ăn, cho nên nó không có ồn ào. Chứ mỗi khi tới giờ mà phát cơm nó ăn, nó ồn ào, nó đông nghịch luôn, nó xếp hàng. Những cái khu mà ở dưới những cái thủ phủ, các bạn muốn biết cái đất nước nào vậy, muốn cái đất nước, muốn nhìn xem cái đất nước và cái kinh tế của một cái tiểu bang hay là một cái đất nước nào, các bạn xuống những cái khu mà gọi là thủ phủ capital, những cái khu thủ phủ cái nơi đó, các bạn sẽ thấy cái mô hình sống của họ như thế nào, người dân như thế nào, sự tấp nập như thế nào, rồi sẽ đánh giá được cái đời sống xã hội kinh tế của cái nơi đó. Không khiếp lắm, tôi nói gì các bạn, tôi thấy tụi nó lên mạng nó xuyên tạc Việt Nam làm cho tôi cảm thấy bức xúc, cho nên tôi lái xe từ nhà xuống dưới này gần cả trăm cây để đặng mà tôi like trực tiếp để cho các bạn thấy cái sự giả dối xuyên tạc của bọn chống cộng ở hải ngoại rất là ô hợp. Biết rằng nó không làm được gì, nó không làm được gì ở Việt Nam, nhưng mà nó tuyên truyền, nó xuyên tạc một cách hết sức là không thể chấp nhận. Các bạn thấy, bởi vì nhiều khi mình nhìn về quê hương, mình thấy thương đất nước Việt Nam. Tôi nói chị Quang, nhìn về
thấy mà thương cái quê hương đất nước Việt Nam mình. Biết bao nhiêu người phải 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 gồng mình chống dịch rồi phải xây dựng đất nước để rằng mà đổi mới phát triển. Trong khi đó những cái đám mà xuyên tạc chống phá đất nước thì nó chống đủ kiểu đủ cách, nó chống không chừa một cái thứ gì, nó chống mất và nó xuyên tạc ghê. Phải nói nhiều người họ người gì của mình họ qua Mỹ cũng vậy, chứ không biết sao kỳ, họ không có chịu học hỏi, họ không có chịu nghe coi tin tức thông tin chính thống. Các bạn biết ngồi tối ngày mở mấy cái truyền thông của tổ chống cộng á, ở bên này nó có cái đài gọi là tiếng nước tôi, tiếng quê hương tiếng nước tôi thì vậy, cái đài đó trang ơi nó nói ra rã và rã tối ngày trên đó có chuyện chuyện nào nó cũng xuyên tạc, nó ngồi đó nó bới móc rồi nó thêm mắm thêm muối chứ dèn đó thôi. Mà có nhiều người tôi chẳng hiểu sao mà họ cứ mua cái radio, phải mua cái radio nha, các bạn phải mua cái radio của tụi nó, mua cái máy nghe đó về để đặng nghe mới nghe được cái đài của tụi nó. Mua cái máy là như mấy chục đồng á, tôi thấy tụi nó người ta mua ngồi nó nghe hay nghe mà sai bê. Tôi nói chàng ơi, sống ở Mỹ mà ngồi đó mà nghe mấy cái này thì con người nó lú lẫn lâu lắm, không có cập nhật được thông tin gì hết, cái ngồi đó xuyên tạc rồi móc mũi. Xin lỗi nói hơi chút chứ tụi nó tục tiểu được chứ. Mấy cái đám chống cộng phải nói rồi, mỗi lần mà tôi gặp một vài bạn quen lâu lâu gặp bắt đầu nó nói chuyện Việt Nam là trên trời giữa, tôi nói chàng ơi Việt Nam đâu mà đến nỗi tệ gì mà khi đất Mỹ của nó như nồi cháo heo thì nó ngồi đó nó cầm gì hết, mà Việt Nam thì mèn các ơi, nó xuyên tạc đủ kiểu được hết, không chừa cái gì. Các bạn thấy đời sống ở Mỹ còn nhiều người khốn khổ lắm, có nhiều khi các bạn thấy những cái gói cứu trợ của hàng chính phủ Mỹ nó tung ra cho người dân, nhưng mà không phải cái đó ăn ăn là ngon đâu, nó càng tung ra nó là càng khổ dân, tại vì không phải như Việt Nam. Các bạn biết những cái gói cứu trợ đó là ăn trước trả sau không à, ăn trước nó cho ăn trước rồi mai mốt trả thí bà cố không, nó tăng thuế rồi những đứa đi làm, những người đi làm ra tiền đó nó phải giật thế những người đó rồi gặp giá leo thang mọi thứ hết đời sống, chứ đâu phải Việt Nam. Các bạn thấy khó khăn chính phủ và người dân cùng chung tay nhau giúp sức để đặng mà làm cho cái nền kinh tế nó ổn định, chứ ngồi đó mà chờ cứu trợ mà Mỹ là các bạn nghĩ rằng ô tôi lãnh tháng mấy thằng mà chống cộng lên nó phe lãnh tháng 1.000, 2.000 rồi tiền ơi tiền đó ăn 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 đi rồi mai mốt thì khai thuế đi làm khai thuế là nó lấy lại, khi mà kinh tế bắt đầu nó thấy ổn định là nó lấy lại, bắt đầu nó sẽ trừ lại, nó sẽ tăng thuế là nó trừ lại. Và thời ông Bush cũng vậy, ông cũng đưa những cái gói cứu trợ ra, ông cho mỗi gia đình 3.000 là năm sau khai thuế lấy lại, nó lấy lại nó trừ lại. Các bạn thấy nó mà thằng Mỹ tụi nó tụi tài phiệt nó tính toán hết trơn, mục đích của nó là làm sao để đặng mà cái giới dân lao động phổ thông đó đủ ăn đủ mặc để đặng mà cầm hơi để khi mà kinh tế nó ổn định rồi tụi bay ra đó cày cho tao, làm cho tao, đóng thuế cho tao, trả nợ cho tao. Bởi vì các bạn thấy có nhiều đứa tụi lên trên mấy cái đấu trường nó phe nào là ở bên Mỹ lương làm 3-4 đồng giờ, tôi hỏi chị các bạn lương 3-4 đồng giờ nghe thì khoái lắm, nhưng mà làm ngoài trời ngoài nắng làm vất vả rồi làm á, làm các bạn nghĩ còn phải đóng thuế nè, từ 19% cho tới 35% đóng thuế, rồi đó là thuế thu nhập nha, rồi nào thuế bảo hiểm xã hội nè, rồi đóng bảo hiểm y tế nè, rồi hỏi chỉ còn bao nhiêu, rồi về
về nhà đem về được. Tôi nói làm nghe nó 44 triệu đồng giờ, về cái còn đâu có cao lắm, chừng 20 đồng. Phải trả cái này trả cái nọ rồi bắt đầu về nhà còn phải đóng tiền bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, rồi xăng bộ, tiền thuê nhà, tiền này tiền nọ. Tiền ơi, các bạn biết như ở New York, California có những cái tiểu bang á, đời sống nó cao, chi phí nó cao giả lan luôn. Như Cali các bạn biết, thuê một phòng ngủ đó, thuê một phòng ngủ không 1.500 tháng, cái gì cũng đắt đỏ hết. Đi xuống mà đậu xe phạt lên lót, đậu xe ở mấy cái khu giống như nãy tôi nói, đi xuống mỗi lần đi xuống những cái thủ phủ hành chánh của cái tiểu bang á, là các bạn đi xuống đó không có cái gì mà gọi là phi hết trơn. Đậu xe cũng phải trả tiền mấy chục đồng một ngày chứ không phải rẻ đâu. Mà các bạn đậu mà các bạn không đóng tiền cho nó là nó có cái đồng hồ nó nhảy cái, là mấy thằng cảnh sát nó đi vòng vòng vòng, nó thấy cái nó nhảy cái nút đỏ lên, nó chớp 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 lại là nó phạt. Mà các bạn biết cái gì cũng tốn, chứ tốn kém đủ thứ chi phí đời. Trong khi đó ở Việt Nam người ta gặp khó khăn về vấn đề về bệnh dịch Covid, nhưng mà ta đang khắc phục để đặng cho nó tốt hơn. Cái sự cứu trợ của người dân nhìn thấy rất là cảm động, từ người dân cho đến chính phủ, mọi mọi nơi nhà nhà người cứ nhìn thấy coi tin tức truyền thông trong nước, những xe cứu trợ lương thực hàng tấn. Có một cái ông, cái người đàn ông tên là Minh đó, các bạn thấy rau củ rồi rau cải đồ ăn đủ chất đông, cứ là để cái bảng ai muốn cần thì cứ lại lấy. Các bạn thấy rất là dễ thương, cái cuộc sống ở quê nhà người ta đang giúp đỡ lẫn nhau từ mọi cái cạnh. Trong khi đó thì nó xuyên tạc, nó xuyên tạc như nó nói là Việt Nam cái kiểu giống như là Covid đang hoành hành rồi thực phẩm rồi mọi thứ khó khăn. Các bạn thấy bởi vậy mà đời sống ở bên Mỹ thì cơm áo gạo tiền là chỉ có lên trên này live stream để truyền cái thông điệp về quê hương, chỉ mong là dân trong nước cùng chung nhau chống dịch thì qua cái khó khăn. Thôi thì là mình like tới đây, mình đã lấy xe đi về. Anh chị các bạn thấy cái thằng này nó còn trẻ vậy mà nó đi chức năng đứng ở mấy cái góc đường, chị các bạn mình đang lấy xe đi mình lai để các bạn thấy nó đi đấy mấy cái góc đường bây giờ ở bên Mỹ, các bạn thấy đi đã chức năng còn kiếm ăn, công ăn việc làm, đời sống mọi thứ, các bạn thấy khiến cho con người ta họ túng quẫn. Các bạn thấy cũng còn trẻ chứ đâu phải là bệnh tật gì đâu, nhưng mà chịu khó đi kiếm việc làm cũng được thì các bạn thấy không, nhưng mà kinh tế nó khó khăn quá đi. Ở mấy góc đường bây giờ đi là nhiều nhiều, tôi nói ở những cái tiểu bang là bên kia thằng rất bên kia, tại cái cửa kính bên này tôi mới trời nó mưa mưa nó hơi mờ mờ kia góc đời sống của mình live tiếp để các bạn thấy cái gì mà chân mình. Thôi mình ngừng lại chỗ này để hướng dẫn thêm cho các bạn cài vào chương trình lại thứ hai mình lại tiếp thôi, nhưng mình lại thứ hai mình đi đâu không thấy gì là mình bóc điện thoại mình quay trực tiếp gửi về quê hương, chuyển thông điệp về quê hương để cùng với các bạn tìm hiểu đất nước, xã hội và con người
chứ không có bị cái đám trong cộng cực đoan hô hợp trong và ngoài nước nó bị dân nó xảo trá và nó cầm phục với lại cái đám trong cộng giới sự kinh.